Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng người ta nhờ mình kích dùm cái 4G mà cái sim ghép này các bạn. Máy này máy bị lóc nè. Thì hầu như là người ta sim có đăng ký 4G đầy đủ mà người ta kích nói chung là hết cách luôn các bạn. Dữ liệu bật nè, chỉ dùng bật nè, ATI dòng 2 nè, rồi lấy cái sim này bỏ qua cái máy khác rồi kích nói chung là hết cách luôn á. Gói cước tất nhiên là còn đầy đủ nè, tới tháng 9 gói 4G luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn là cái chiêu cuối nè. Chiêu cuối của Tôn Ngộ Không nha các bạn. Thì giờ đầu tiên mình lấy hết ra, lấy sim chính, sim ghép rồi lấy linh tinh ra hết luôn, bỏ cái sim chính vô thôi nha. Rồi các bạn bỏ cái sim chính có 4G đầy đủ của mình vô nè. Tất nhiên bỏ sim chính là nó nhảy màn hình ATI rồi, nhưng mà các bạn để ý nè, chờ nó lên cái vạch sóng với lại lên 4G á, các bạn để ý nha, chờ nó lên không có dịch vụ rồi nó lên vạch sóng nó có 4G đầy đủ á, rồi mình vô cái cuộc gọi khẩn cấp. Đó, 4G đầy đủ nè. Rồi tiếp tục vô cuộc gọi khẩn cấp. Rồi các bạn gọi cho mình 112 à. Các bạn phát sinh cuộc gọi lên là nó sẽ hạ về 3G nha. Các bạn để ý nè, đó nó sẽ hạ về 3G ha. Khi kết thúc cuộc gọi á là nhanh tay các bạn lấy cái sim chính ra, lấy sim chính ra liền. Rồi lấy sim chính ra, rồi các bạn bỏ cái miếng ghép vô với lại cái sim chính này vô là 100% là nó lên 4G nha các bạn. Hầu như là cái này là sim ghép cũ rồi, chứ còn như các bạn nói mua sim ghép mới bỏ vô thì nó lên 4G đầy đủ thì mình không nói ha. Đây là mình fix cho những cái sim ghép mà nói thẳng ra là còn xài được các bạn, chứ mình bỏ thì nó uổng ha, chứ không phải là nó không có 4G là sim ghép nó hư nha các bạn. Tại các bạn nhiều lúc không biết cách fix này kia, rồi các bạn bỏ vô các bạn đợi, tất nhiên là chuyển dùng dữ liệu rồi mình bật lên đầy đủ ha, rồi mình đợi thôi các bạn. Này là cái cách này mà nó không lên nữa thôi luôn á, mình chia tay miếng ghép này luôn nha các bạn, mình mua miếng mới là vừa rồi. Rồi mình đợi cho nó lên sóng 4G rồi ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Rồi mình nhìn thấy nè, rồi tin nhắn tới quá trời luôn, bún gọi phở gọi tái lại luôn này các bạn. Rồi các bạn xài sim ghép thì hiện tại thì mình để cái chuyển dùng dữ liệu nha các bạn, các bạn đừng có tắt chuyển dùng dữ liệu ha. Rồi ngon lành luôn. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.